Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách chạy phần mềm FB Pier trong tính toán hệ móng cọc đóng. Trước tiên các bạn kích đúp vào phần mềm. Cái phần mềm này thì nó chạy trên nền của Win ảo, Win XP mode thì nó chạy nó tốt hơn. Bạn chọn click vào New để mở một file mới. Chọn File Cap Only để chỉ dùng cho hệ cọc và bệ khách hàng, tên dự án, tên người quản lý, người tính toán, mô tả dự án. Cái này các bạn phải kích ngẫu nhiên. Các bạn chọn, nhớ là chọn hệ đơn vị SE, rồi ấn OK. Bước đầu tiên các bạn chọn về mục File and Cap. Sudo cọc mình chọn ở đây là sudo cọc 4x4 với kích thước là gồm có 4 kích thước bệ theo phương x bằng 5,5m, theo phương y cũng 5,5m. Vì vậy theo phương x, phương dọc cầu đây, thì mình bố trí gồm có 4 cọc, vì vậy số điểm lưới sẽ là 4 + 2 = 6. Tương tự theo phương y thì mình bố trí 4 cọc, điểm lưới bằng 6. Ok. Tiếp đó mình xin khai báo cái phần head cap elevation, nghĩa là cao độ của đáy bệ. Cao độ đáy bệ mình chọn bằng 19,77m. 19,77m. Overhang là khoảng cách từ mép bệ đến tim cọc gần nhất, thì đây mình chọn bằng 0,5m. Thường khoảng cách này người ta sẽ chọn bằng D, nghĩa là D là đường kính của cọc. Các bạn chọn vào, sau đó các bạn chọn vào Edit File Cap, nhập thông số về module đàn hồi. Ở đây mình thiết kế cọc bệ với FC bằng 30, vì vậy module đàn hồi mình tính nhận được bằng 0,043 nhân gamma C mũ 1,5 nhân căn bậc 2 của FC phẩy, tính ra được bằng 29,440,000 hệ số bắt sông để 0,2. Chiều dài bệ mình chọn bằng 2,5m. Trọng lượng riêng của bê tông nhập bằng 24,5. Ok. Tiếp đó các bạn chọn vào mục spacing để khai báo khoảng cách giữa các cọc. Chọn mục variable. Đây, cái 0,5 đây chính là khoảng cách theo phương x từ đây, từ mép ngoài của bệ đến tim cọc gần nhất dần dần ra. Ở đây mình để 0,5. Khoảng cách giữa cọc 13 và cọc 14 trong hình, có nghĩa là hai cọc tiếp theo mình để bằng 1,5m. Cái khoảng cách giữa hai cọc này theo tiêu chuẩn 27205 ấy thì là bằng 3D, thấp nhất bằng 3D, vì vậy mình chọn 1,5. Đường kính cọc là 0,45m. Tiếp theo, khoảng cách hai cọc tiếp theo cũng vậy. 1,5. Tương tự theo phương y cũng vậy, 1,5. Sau đó các bạn nhấn OK. Để các bạn hiện được khoảng cách trên đây, trên màn hình file edit, mình kích chuột phải, chọn edit grid spacing, nó sẽ hiện ra khoảng cách các bạn và rất chính xác, mình đã khai báo rất chính xác. Tiếp theo mình sẽ chọn vào mục edit cross section để khai báo về thuộc tính của mặt cắt ngang cọc. Kích vào, chọn modify curve section để hiệu chỉnh mặt cắt. Đây mình thiết kế là cọc đóng vuông, vì vậy mình chọn rectangular. Ở đây nó khai báo chiều dài cọc chọn bằng 27m. Bề rộng cọc 0,45. Dài với cả rộng 0,45. Trọng lượng riêng của bê tông thì 24,5. Sau đó các bạn chọn về Edit Section Contents để hiệu chỉnh về các thuộc tính về cốt thép dọc.
Bước tiếp theo ở đây mình chọn là 4 nhóm cho các phương như trên hình vẽ, thì mình chọn gồm có 5 có thép dọc theo mỗi phương và khoảng cách và đường kính phi 32, dùng phi 32. Ở đây mình cũng khai báo giống họ, vì vậy các nhóm cọc này mình giữ nguyên. Nếu mà các bạn muốn thay đổi thì có thể thay đổi. Ở nhóm thứ nhất thì mình nhập số thanh, đây, số thanh thép mình nhập bằng 5. Với phi bằng 32 thì diện tích của thanh sẽ bằng 0,0008 mét vuông. Về tọa độ theo trục 2, này mình chọn này, đây là hướng của nhóm thì là hướng ngang. Nhìn trên màn hình đây, nhóm số 1 này hướng ngang mà tọa độ theo phương 2, có nghĩa là cái tọa độ của cái cốt thép ngoài cùng bên trái nhá, theo hướng 2. Ở đây mình chọn lớp bê tông bảo vệ bằng 50mm, vì vậy tính ra được cái tọa độ của cái cốt thép ngoài cùng bên trái này nó sẽ bằng -0,175. Tương tự tọa độ theo trục 3. Tọa độ trục 3 ở đây thì nó sẽ bằng bao nhiêu? Nó sẽ bằng 0,1175. Mình chọn xong nhóm 1, mình ấn apply. Ấn apply để lưu. Đấy, nó sẽ hiện lên màn hình màn vị đây. Tiếp theo đến nhóm 2. Nhóm 2 tương tự cũng 5 thanh. Diện tích của một thanh bằng 0,0008. Tọa độ trục 2. Tọa độ trục 2 ở đây sẽ bằng -0,175. Tọa độ theo hướng 3. Hướng 3 là -0,175. Tọa độ của cái cốt thép ngoài cùng đây, ngoài cùng bên trái. Sau đó tiếp tục ấn apply. Đến nhóm số 3, kích vào nhóm số 3. Nhóm số 3 mình vẫn chọn mình ấy, vì hai phương 1 và 2 gồm có 5 thanh. Phương 3 cũng có 5 thanh nhưng hai cái thanh ngoài cùng này trùng với nhóm 1 và nhóm 2, vì vậy mình chỉ khai báo là 3 thanh. Chọn 3 thanh. Diện tích mỗi thanh cũng bằng 0,0008. Tọa độ theo phương 2. Tọa độ theo phương 2 có nghĩa là tọa độ của nhóm này theo phương 2 này mình cũng bằng 0,175. Rồi. Còn tọa độ theo phương 3, cái tọa độ của cái thanh ngoài cùng số 3 này, ở dưới cùng số 3. Vì hướng này hướng vertical là hướng đứng. Vì vậy mình tính ra được cái thanh này nó sẽ bằng âm 0,0875. Ok. Ấn apply. Tương tự đến nhóm 4. Nhóm 4 cũng 3 và diện tích thanh cũng bằng 0,0008. Tọa độ theo phương 2. Tọa độ theo phương 2 ở đây sẽ bằng -0,175. Tọa độ theo phương 3 ở đây sẽ bằng -0,00875. Sau đó các bạn cũng ấn apply. -0,0875. Sau đó các bạn ấn apply. Ok. Và khi khai báo xong nhóm rồi, các bạn chọn new steel select steel type, chọn new steel cốt thép thường. Tương tự như nhóm các nhóm này cũng new steel. Nhóm này cũng new steel. Nhóm 1 cũng new steel.
Sau đó ấn OK. Nó hỏi phần mềm hỏi bạn có muốn lưu không? Yes. OK. Mute still. OK. Tiếp theo là đến các bạn khai báo về thuộc tính. Thuộc tính của bê tông và thép các bạn chọn vào Edit Properties. Đây. Về bê tông thì FC mình nhập bằng 30 1 2 3 30.000. FC 30 MPa. EC có nghĩa là module đàn hồi của bê tông tính theo công thức 0.043 gamma C mũ 1.5 nhân căn bậc 2 của FC tính ra được 29440000. Tương tự với cốt thép thường kích vào mil steel. Đây là cường độ chảy nhập bằng 400.000 kPa. 400 MPa đấy. Tương tự đây là module đàn hồi nhập 2 × 10^5 MPa thì 2 × 10^8 kPa. 1 2 3 4 5 6 7 8. OK. Sau đó các bạn ấn OK. OK tiếp, các bạn đã khai báo xong về thuộc tính của mặt cắt. Giờ đến khai báo về đất, chọn soi, mục soi. Ở đây lớp đất số 1. Lớp đất số 1 là lớp đất sét. Lớp 1, lớp sét thì mình chọn cohesive. Đất sét. Đây là trọng lượng dương, nhập bằng 17.66. Đây là cái mô hình tính toán sức kháng mũi cọc và thân cọc. Đây sức kháng thân cọc, đây thì mình chọn theo đây là đất sét, vì vậy mình chọn clay. Thứ nhất là clay theo O'Neill, chính đất sét mà mềm mà nằm dưới mực nước ngầm. Đây là đất sét cứng và nằm dưới mực nước ngầm. Đây đất sét cứng và nằm trên mực nước ngầm. Ở đây mực nước ngầm mình không có nên mình chọn mực nước ngầm rất cao, rất sâu, khoảng tầm âm 100 mét. Thì ở đây đất sét nó sẽ nằm thuộc loại của mình là cứng này, cứng và trên mực nước ngầm. Đây kích của clay stiff water. Để phần mềm này thường có một cái lỗi, vì vậy mình chọn kích lần 2, mình sau đó mình ấn edit thì nó mới hiện bảng này. Và cái bảng đây mình nhập đây là sức kháng cắt không thoát nước. Ở đây mình nhập bằng 20. Thường sức kháng cắt không thoát nước trong này nó bằng VC lực dính đơn vị. Và major strain A+50 có nghĩa là cái biến dạng chính ấy, mà khi biến dạng theo phương chính mà tác dụng khi chịu tải trọng bằng 50 tải trọng phá hoại, 50% tải trọng phá hoại. Ở đây có cái bảng tra thì với SU bằng 20. SU bằng 20 thì epsilon 50 bằng 0.02. Tương tự đây là cường sức kháng cắt trung bình cũng bằng 20. Nhập bằng với sức kháng cắt. Ấn OK. Sau đó sang phần tiếp theo là đây, sức kháng dọc trục. Có nghĩa là thì sức kháng dọc trục thì mình chọn dual sac clay thì sai, mình chọn driven pipe có nghĩa là gì, có nghĩa là cọc đóng, chọn cọc đóng. Còn là dual sac clay là cọc khoan nhồi, mình chọn cọc đóng. Tiếp theo torsional có nghĩa là mô hình xoắn thì mình chọn hyperpole. Tip là mũi cọc, sức kháng mũi thì mình chọn đây mình vẫn để driven pipe có nghĩa là cọc đóng. Ở đây mình nhập cao độ mực nước ngầm nhập bằng âm 100 mét, nó nằm quá sâu. Nếu các bạn địa chất các bạn có cao độ mực nước
bạn nhập vào. Đây là cao độ của đỉnh của lớp đất, thì ở đây mình nhập bằng 22,67. Cao độ đáy 20,38. Rồi, xong lớp 1, các bạn nhìn ở màn hình xoay edit sẽ thấy lớp 1 đây. Tiếp theo, các bạn chuyển sang chọn lớp số 2. Lớp số 2 ở đây mình vẫn là đất sét, mình chọn cohesive. Trọng lượng riêng ở lớp số 2 sẽ bằng 16,71. Đây mô hình kháng bên này. Mô hình đất mình chọn vẫn là clay. Steep. Chọn tiếp. Đặt hạng lần 2, chọn edit. Đã hiện cái bảng. Sức kháng cắt vẫn chọn 20. Vì vậy epsilon 50 vẫn bằng 0,02. Và sức kháng cắt trung bình vẫn chọn 20. Sau đó ấn ok. Đây, sức kháng dọc này vẫn chọn cọc đóng. Đây, chỉnh cao độ này, cao độ đáy lớp này bằng 14,43. Sau đó các bạn đã nhìn thấy. Tiếp theo mình khai báo xong lớp số 3, ấn add layer, ok. Lớp 3 vẫn đất sét, vẫn chọn cohesive. Trọng lượng riêng lớp 3 bằng 18,17. Đây mình vẫn chọn clay steep weather, ấn edit, vẫn bằng 20 0,02, ok, vẫn là driven pipe. Rồi đến cao độ đáy ở đây, bằng âm 3,31. Sau đó các bạn tiếp tục khai báo lớp số 4. Ở đây lớp số 4 là lớp đất cát, vì vậy mình chọn cohesive plus đây. Và trọng lượng riêng thì bằng, trọng lượng riêng ở đây bằng 15,94. Mô hình ngang sức kháng bên thì mình chọn đây, chọn theo sen cát này, theo ông Reese. Kích lần nữa, chọn edit. Ở đây góc ma sát trong, tí nữa mình nhập sau. Ở đây cái module này, module subray, có nghĩa là gamma của cái lớp đất phía sau. Thực ra lớp đất phía sau gamma thì mình vẫn chọn bằng chính là lớp này, bởi vì lớp này là lớp cuối. Vẫn chọn 15,94. Sau đó ấn ok. Mô hình đây vẫn driven pipe. Về góc ma sát trong, ở đây trong số liệu không có góc ma sát trong, vì vậy mình sẽ tính góc ma sát trong thông qua cái sử dụng hệ số SPT, số SPT, kích vào use SPT. Nếu các bạn có thông số và góc ma sát trong, các bạn có thể viết ngay vào đây. Không, mình không có thì chọn mục edit SPT. Kích vào đây chọn edit SPT. Đây số, đây là số điểm có chỉ số SPT thì mình chọn bằng 5 điểm. Kích vào đây. Điểm cao độ đầu tiên chính là âm 3,31, số chỉ số SPT 50. Tiếp theo âm 5,31, 100. âm 7,31, 100. Tiếp theo âm 9,31, 100. Và cuối cùng âm 12, 100. Sau đó các bạn ấn ok. Sau khi ấn xong này, họ tính là được góc ma sát trong cho các bạn bằng 40,5. Bạn nhập cao độ đáy nó lớp bằng âm 12 mét. Như vậy là các bạn đã khai báo xong về đất,
và tiếp theo các bạn khai báo về tải trọng. Mát. Đầu tiên các bạn xóa hết các trường hợp tải trọng thì ấn đeo, chọn trường hợp tải trọng ấn đeo. Đây, chọn trường hợp tải trọng ấn đeo. Đeo để xóa. Delete. Đấy, còn tiếp theo các bạn thêm một trường hợp tải trọng ấn S, thêm trường hợp 1. Thì bình thường trong tính toán hệ móng cọc thì sẽ có 5 trường hợp tải trọng. Có nghĩa là trường hợp trạng thái giới hạn 1, 2, 3 sử dụng đặc biệt. Đây các bạn có thể xem. Trường hợp 5 trường hợp tải trọng đây. Tại mặt cắt đáy bệ. Thì đầu tiên các bạn kích vào phần 3 review. Bình thường thì trong FB Pier nó sẽ có cái mục hiệu chỉnh là cái 3D view này. Nếu không có thì các bạn chọn view, ấn 3D control 3 nó sẽ hiện ra cái thanh này. Ở đây các bạn chưa nhìn thấy bệ đâu, chọn xuống, kích nút mũi tên xuống này. Đấy. Bạn nhìn thấy đây bệ, đây cọc. Nó chia thành cho tính cho phương pháp phần tử hữu hạn. Vậy chia thành các nút. Ở đây mình kích chuột giữa này. Đó, sau đó mình kích chuột phải trái để mình có thể di chuyển được. Hệ móng cọc này để mình quan sát dễ hơn. Đấy. Ở đây thì mình phải khai báo tải trọng này, tải trọng ở trọng tâm của cái đáy bệ. Vì vậy mình sẽ chọn nút này, chọn nút ở chính giữa. Phải chọn rất chuẩn xác. Các bạn kích nút vào đây. Từ đã. Các bạn đây, kích nút vào nút này. Khi hiện nút đỏ nó hiện lên thì chính xác. Sau đó các bạn ấn S này. Ấn phím S này. Nó hiện ra đây, nút này chính là nút khai báo tải trọng. Trọng và nó bằng chính là nút 79. Trường hợp 1 là trường hợp trạng thái dạng cường độ 1. Nhập các thông số như vừa nãy mình khai báo và vừa nãy mình cô tỏ tải trọng. Thì XC theo phương X, phương dọc cầu. Mình nhập sẽ bằng 27215,37. Theo phương Y, 0. Theo phương Z, 33946. 33946,06 này. MX 0. MY bằng 3976,53. 3976,53. Ok. Đến trường hợp tải trọng 2. Ấn S. Nên nhớ đây cái nút này, nút vừa nãy là 79, mình ghi nhập 79 này. Sau đó mình ấn S. Thì được, trường hợp tải trọng tại trạng thái cường độ 2. XC bằng 2242,02. Y bằng 292,93. Z bằng 31706,79. 31706,79. MX 2447,43. 2447,43. MY ở đây 146,82. 146,82. Ok, sang trường hợp 3 tương tự ấn S. Tại nút ghi 79 ấn S. Nhập giá trị X bằng 2616,38. Y nhập 107,84. Z sẽ bằng 33347,82. 33347,82. MXC
952,84. MI 3102,58, 3102,58. Ok. Sang trường hợp 4, ấn S này. Nút 79, S. Trường hợp 4 là trường hợp trạng thái dạng sử dụng. Cái này dùng để trong tính toán về lún này. Thì sử dụng tổ hợp này. X bằng 1801,37. Y 86,92. Z 25948,68. Về MX 778,02. MI bằng 2244,19. Sang trường hợp tổ hợp cuối cùng tại trạng thái dạng đặc biệt. Nút 79. S. X 4573,47. 2121,47. Ba 1833,19. Một 4383,58. Một 5771,91. Ok. Các bạn đã khai báo xong tại trọng. Giờ để chạy phần mềm thì các bạn ấn vào nút tia xét này, màu vàng. Analysis. Ok. Ở đây nó thông báo lỗi là trường hợp tải trọng tạo ra lớn hơn số lượng các trường hợp tải trọng này, phân tích không chạy được. Trường hợp đầu tiên hoặc trường hợp cuối cùng lỗi. Đây, hiện lỗi này thì mình có thể sửa được. Số trường hợp tải trọng sự tạo ra tải trọng lớn hơn tổng số lượng trường hợp. À, đây 79 này, 4 này, 79 này. Đủ trường hợp tải trọng rồi. Nhiều hơn đâu. Bạn chạy lại ấn. À, vừa đấy là chắc lỗi phần mềm. Đây. Bạn chờ lại một tí. Không tính được. Chúng ta trường hợp số 5. Trả lại xem. Trường hợp tải trọng số 5 nảy sinh ra một số cái vấn đề. Mình chọn control view. Đây. Sau khi chạy xong ấy thì mình chọn vào đây.
chọn vào mục view, và chọn mục control, chọn view analysis data, cũng là để chọn các dữ liệu mình đã nhập và cũng như kết quả chạy phần mềm. Mình chọn vào đây. Để xem kết quả nội lực max. Mình có nhìn đây max shear. Max shear cho trục 2. Max shear trục 3, moment trục 2, moment trục 3 đây. Lực dọc max. Lực dọc max bằng giá trị là 2239 kN. Trường hợp tải trọng 2, có nghĩa trạng thái dạng cường độ 2 tại cọc số 4. Đây là max về một cây xoắn này, moment xoắn này. Còn đây max chuẩn bị ngang theo phương x, chuẩn bị ngang theo phương y. Lực xoắn chuẩn bị dọc trục. Chuẩn bị dọc trục có nghĩa là độ lún cọc ấy. Đây chuẩn bị x, chuẩn bị y, nhưng ấy, mình lấy các giá trị lực max thì mình lấy lực dọc ở đây. Chính là giá trị này, lực dọc thôi. Bằng 2239,04. Lấy giá trị này cộng với 1,25 trọng lượng cọc, so sánh với sức kháng của cọc. Còn cái max displacement cũng nghĩa là chuẩn bị theo phương x phương y mình không được lấy ở đây, bởi vì đây là có 5 trường hợp tải trọng, trong khi kiểm tra chuẩn bị dọc, chuẩn bị ngang cũng như độ lún thì mình phải dùng ở trạng thái dạng sử dụng, có nghĩa là ở trong trường hợp của mình là trường hợp 4. Trường hợp 4 thì mình kéo lên, mình nhìn ở trên đây. Tìm đến trường hợp tải trọng 4 này. Đây. Tổng hợp lực của cái trong cọc trong trường hợp 4. Trường hợp 4 lực trong cọc thì đây là lực dọc, lực cắt. Lực cắt, moment không tính. Mình xem phần chuyển vị. Chuyển vị cho các phương thì mình kéo lên có cái đoạn. Đọc chuyển vị đầu cọc. Mình sẽ xem phần chuyển vị đầu cọc. Đây. Summary displacement at pier has only chuẩn bị đầu cọc này. Mình sẽ chọn là xem chuẩn bị ngang. Chuẩn bị ngang này theo các hai phương này của các 16 cọc, nhìn xem trong đây cọc nào sẽ chuẩn bị theo phương x lớn nhất này. Đều bằng 18.8 mi. Theo phương x, theo phương y thì chuẩn bị max ở đây nó sẽ bằng 0,95 nhân 10 mũ trừ 4 nhân 10 mũ trừ 4 mét. Mình lấy hai max của hai cái chuẩn bị theo hai phương này so sánh với theo tiêu chuẩn thì nhỏ hơn 38 mi thì đạt. Còn độ lún thì mình có thể tính toán theo tiêu chuẩn hoặc sử dụng. Độ lún đây có nghĩa là chuẩn bị của hệ móng cọc, thường thì sẽ tính theo tiêu chuẩn và so sánh, nếu nhỏ hơn 25,4 mi thì đạt độ lún, còn chuẩn bị ngang thì nhỏ hơn 38 mi. Đây chuẩn bị ngang theo phương x và phương y.